uống ra thế nào? Úi giời, úi giời. Này không phải đẩy, để tự đi được. Tự đi được, vào kia ngồi. Chấp nhận luôn. Tôi nói trước, trốn lần nữa, không phải trói tay đâu mà trói cả chân ấy. Chấp nhận luôn. Alo, à, bên con Phường đấy ạ. Dạ vâng, tôi đây, tôi đây. Dạ báo cáo với các đồng chí thế này ạ. Chúng tôi bắt được một thằng nghiện ma túy nó ăn cắp cái cốp xe đạp. Nhầm. Cốp xe máy. Trật tự. Vâng vâng, à, cái cốp xe máy đồng chí ạ. À, vâng, các đồng chí ở trong phòng đi trực phường hết cả rồi. Vâng, các đồng chí sang giải ngay hộ cho chúng tôi nhá. Vâng, cảm ơn, cảm ơn. Công nhận thì chú chạy nhanh thật đấy. Cháu lao vun vút mà chú phóng cứ vèo vèo. Này, sáng nào cũng hai vòng bờ hồ đấy. Ui ơi, bà xã nhà tôi không ngăn cản á. Chạy việc dã, dứt khoát được giải. Ui giời ơi. Cháu hỏi ký không phải năm nay chú bao nhiêu tuổi ạ? À, mới có 65 thôi. 65 mà cháu phải gọi bằng bác ấy. À, bác hay chú. Bác ơi. Cái gì? Ê, năm nay bác 65 tuổi mà sáng nào cũng chạy hai vòng bờ hồ, các khi bác phải tuổi trâu tuổi bò. Này, cậu định nói đều tôi đấy phải không? Cháu làm sao dám nói đều bác ạ. Nhưng mà cháu muốn nói với bác một điều này này. Chạy thể dục buổi sáng chưa chắc đã tốt đâu. Người ta nói rồi, què chân bóng đá, tóp má điền kinh, chất bất thình lình, thể dục buổi sáng. Rồi, không nhiều chuyện nữa. Khai ra. Tên gì? Thôi, bác hỏi tên cháu làm cái gì? Hoài, đây là quy định của phường. Tên gì? Tên gì? Này, cậu đùa với tôi đi à? Tên gì? Tên gì? Nghiêm chỉnh nhá, tên gì? Không tôi bảo bác một cười nhỉ? Cháu tên là gì thì cháu bảo cháu tên là gì? Nói thế mà không hiểu. Chạy thì nhanh nhưng mà máu lên não chậm đấy. Thế là cậu tên gì nhỉ? Vâng. Họ. Họ Văn gì? Họ Văn gì? Họ và tên bố mẹ. Họ và tên bố mẹ từ rồi. Từ là từ thế nào? Từ là từ bỏ rồi. Không chịu được thằng con trai như thế này là họp gia đình, họp họ hàng lôi nhau ra phường đóng xấu phịch một phát, cháu trở thành đời cô liệu. Bởi vì ông con quý tử mang hết đồ đạc đổi thành ma túy để hút hít chứ gì? Cháu có mang đâu, cháu vác ấy chứ. Xin tử tế cho rồi cháu mang, không cho cháu vác qua cửa sổ luôn. Thôi được rồi. Nhà đâu? Đã là thằng đàn ông sống không cần nhà mà vẫn sống. Có phải không ạ? Đội trời đạp đất ở đời, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, Từ Hải truyện Kiều của Nguyễn Du, trang 61. Thôi. Nguyên thiện. Cụ thể thì nhà ở đâu? Không gia đình. Victor Hugo, những người khốn khổ. Này, cậu là loại người am hiểu văn học kim cổ Đông Tây. Tôi không hiểu tại sao lại cậu lao một con đường hút hít hả? Cháu có lao đâu. Nó lao vào cháu ấy chứ. Cháu tránh mãi không được. Lúc đầu tiên nhưng nó lao vút một phát, cháu né được. Nó lao vút thứ hai, cháu nhanh như sóc, cháu né được. Nó lao vút phát thứ ba, cháu vẫn nhanh như sóc nhưng không né được. Tôi hỏi thật, cậu nghiện mấy năm rồi? À, cháu nghiện cũng khá lâu rồi. Hút bao nhiêu lâu? Khổ quá bác buồn cười nhỉ. Đấy có phải thành tích đâu mà ghi nhớ để báo cáo. Này, nói cho nghiêm chỉnh, hút bao nhiêu lâu rồi? Cháu hút lâu rồi nhưng cháu cũng bỏ lâu rồi. Cái mắt trắng dã, cái môi thâm xì kia kia mà bỏ rồi. Nói đi, hút bao nhiêu lâu? Cháu bỏ hút lâu rồi, bây giờ cháu chuyển sang chích. Chích? Trước ấy là cháu đá cho Real Madrid. Bây giờ cháu chuyển hẳn sang Manchester United. Thế thì toi rồi. Hỏng rồi con ạ. Không có gì là hỏng cả. Từ khi cháu chuyển sang chích ấy, bạn bè nó bảo cháu là thằng này mày bị điên. Người ta tiêm chích ấy thì mang tiền về nhà. Ai? Ai tiêm chích mang tiền về nhà? Bác sĩ tiêm chích mang tiền về nhà. Thế còn cháu ấy tiêm chích thì mang tiền từ nhà đi. Thế mới đau. Thế cho nên mới chết, không còn cách nào chữa cả. Vẫn còn một cách. Cách gì? Bác cho cháu gọi một cuộc điện thoại. Này 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 này. Cậu định gọi điện thoại để kéo đồng bọn giải nguy cho cậu phải không? Cháu gọi cho người yêu cháu. Cậu có người yêu? Vâng.
cái cô nào mà yêu cậu chắc cũng chẳng ra cái quái gì, lại loại ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi. Hơi bị ra cái quái gì đấy. Thôi được rồi, cậu gọi đi, hy vọng là cô sẽ giúp đỡ được cậu. Dạ vâng ạ. Mà này, không được gọi di động nhá. Bác yên tâm. Alo. Alo, Blue Denso. Em à. Ừ, anh yêu của em đây. Ừ. À, anh đang ở trạm dân phòng số... Số 13. À, số 13. Số này hơi đen đấy. Ừ, thì bắt bớ gì đâu em. Anh ở đây uống rượu đàm đạo với các bác. Này. Ừ, đến ngay nhá. Rồi. Ừ. Tôi nói cho bác buồn cười nhỉ. Bác đã cho tôi gọi điện thoại thì bác phải để yên, bác tôn trọng đời. Nhưng mà tại sao cậu lại nói là cậu ngồi đây uống rượu với tôi hả? Cháu có nói với bác đâu, cháu nói với người yêu cháu, bác nghe lén. Nhưng mà bác cậu không được gọi điện thoại cái kiểu như vậy. Cháu không được gọi như thế thì đúng. Cho cháu gọi cuộc khác. À để thôi nhá. Ra kia ngồi. Đến lâu chưa? Ôi này các bác ạ, à, người yêu em bị bệnh hà hà. Cháu chào bác ạ. À. Thôi. Anh kia là bạn của. Người yêu ạ. À. Hết. Không cười nữa. Tôi hy vọng là cô giúp nói nhá. Ăn nói cho thực tế, nếu láo tôi phải gãy răng đấy. Đấy nói chuyện đi. Gãy răng ạ. Nhìn gì? Quân thùng đít à? Không, hứa đưa đi chơi, chả tìm thấy, đi tìm. Đi uống rượu. Được hớp nào đâu, bị tát cho hai phát suýt chết. Cứ đùa. Thôi không đùa. Làm sao đấy? Bị trói ấy. Làm sao trói? Bị bắt ấy. Ai bắt? Hói bắt. Tội gì? Vạch cốp xe máy nhưng không thành. Sao? Ngạc nhiên lắm à? Chả ngạc nhiên. Mà làm lúc tự hỏi chả hiểu anh coi em là cái gì. Ok em, anh coi em là người yêu của cuộc đời anh. Thế tương lai của em với anh là cái gì? Tương lai của anh với em là một hạnh phúc gia đình. Gia đình cứ linh tỉnh phỉnh. Uầy. Hôm nay trời gió mùa đông bắc, người yêu mình vấp đĩa kinh. Này, thế được rồi, em cho anh hỏi hai câu nhá. Điều thứ nhất anh hỏi em này, cái linh tỉnh phỉnh là cái gì? Khó rồi. Hãy tỉnh táo còn không hiểu đi hỏi mình. Điều thứ hai anh hỏi em này, em vào đây em thấy tay anh bị trói thế này, em có suy nghĩ gì? Anh mới là người phải nghĩ. Thì anh nghĩ suốt từ sáng đến giờ, không làm cách nào tháo ra được, em cởi hộ anh. Rồi. Thứ ba anh mới bổ sung. Ê, bổ sung. À, câu này khó đấy. Nói các bác câu này trí tuệ đấy, câu này phải có học chứ mới hiểu được. Câu này em hỏi một câu khó. Nghe. Do you love me, forget me not, em có yêu anh không? Thực ra trước đây thì em yêu không? Có yêu anh. À đấy. Nhưng mà đã bây giờ thì yêu em... Nhá. Đã là nhưng tình mà yêu. Bây đã giờ... là tình yêu ấy. Nhưng mà em... Đã là tình yêu ấy. Thì phải biết chấp nhận thương đau. Đã là tình yêu ấy. Thì phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, rồi sau này anh còn là người chồng của em cơ. Ôi giời ơi, người yêu chả chấp nhận được nữa là chồng. Em bình tĩnh đi. Anh xin hứa với em, anh sẽ cai nghiện. Hứa bao lần rồi? Ờ, thì... Bao nhiêu? Thì... Lần thứ bao nhiêu? Lần thứ 29. 29 lần không làm được, bây giờ nói cái gì? Ờ, thì anh nói là 29 lần trước là bước đệm cho lần thứ 30. Đã là thằng đàn ông nói được là phải làm được. Nói mà không làm ra đường, trẻ con nó khinh. Em ơi, nhưng mà cai nghiện nó khó lắm em ạ. Đầu tiên là thuốc nó vật mình. Xong mình tức lên mình vật thuốc, xong thuốc nó lại vật mình. Hai bên vật nhau, nhưng em yên tâm đi, cuộc chiến đấu nào cũng có hồi kết thúc và phần thua luôn thuộc về anh. Anh nghe nhá. Nếu mà anh không thật sự đoạn tuyệt được với cả ma túy nhá, anh đừng bao giờ đến gặp em nữa. Đi rồi. Tình yêu 8 năm trời nói nhẹ như một câu đá ném vào đầu. Cho nên tôi đã nói là không bao giờ tôi tin vào tình yêu chân chính mà. Đau. Đâu rồi? Cô đâu rồi? Cháu trả lời bác hỏi đầu là cô ấy đi rồi. Đi rồi, ra kia ngồi, trả chỗ tôi ngồi. Ô nói vần nhỉ?
đi rồi, ra cái ngồi trả chỗ tôi. Alo. Vâng, anh Trường đi ạ. Vâng, tôi đây. Anh Trường ơi, anh thông cảm nhé, bà xã nhà tôi ốm nặng quá. Vâng, anh đến thay cao của tôi, vì có một thằng nghiện đây mà. Vâng, thế như anh giúp tôi rồi, sau tôi sẽ thay ca cho anh nhé. Bố ơi. Này, anh gọi tôi là bố đấy à? Cha đẻ danh đến đây nhìn thấy cái mặt anh cũng không dám nhận anh là con nữa là thôi. Bố bình tĩnh đi. Tất cả những người đáng tuổi là bố, con đều gọi là bố. Mà con đã gọi bố là con phải kính trọng như cha. Mà đã là cha thì con phải... Bố ơi, bố giúp con đi, bố con đang vật tung người rồi thế này bố ơi. Anh cứ vật vã tung hên đấy, tôi không biết, không có liên quan gì đến tôi nhá. Đã là con người thì phải biết giúp đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn. Lá rách ít, đùm lá rách nhiều, để cả hai cùng rách trung bình. Bố ơi, cái lúc con bị bắt ý, các anh ấy cất của con một ít, bố giúp con đi bố. Bố giúp tôi không giúp anh được. Anh định làm tôi là tòng phạm anh liên quan bọn ma túy à? Này, anh có coi tôi là thằng trẻ con nhá? Không bao giờ con coi bố là trẻ con. Nói người ta cũng không tin. Trẻ con gì mà đầu hói đấy. Trẻ con gì mặt nhăn nhau như quả táo tàu ấy. Bố là bố tướng. Bố là bố cụ. Bố là ông bà, ông vải, bố giúp con đi bố ơi. Là cái gì cũng có, tôi không cần biết, tôi không giúp anh được. Bố không giúp con, con đành hy sinh tấm thân chinh trắng này. Ôi trời ơi, anh ơi, anh chết ở đây. Anh mà chết ở đây thì cái anh gô phiền hà cho tôi lắm anh ơi. Con lên cơn, con không có thuốc, con thật chết đi con lợn. Anh ơi, anh còn trẻ, anh phải cai nghiện đi, anh đừng chết ở đây anh ơi. Nói như bố ai chả nói được. Bố có nghiện đâu mà bố biết thế nào là cảm giác giòi bò trong xương. Bố có nghiện đâu mà bố biết thế nào là cảm giác vất vả trở về, vật vã ra đi. Anh phải sống, anh phải cai nghiện ma túy đi anh ơi. Này lão già, lão là cái đinh gì mà lão can thiệp vào cuộc đời tôi? Là cái gì? Là cái đinh, cái nổi, cái xong, cái chảo, cái gì được. Alo, tôi đây. Vâng, bà đấy à? Im. À bà ơi, tôi có dám quát bà đâu, tôi quát thằng nghiện đấy bà. Này, tôi tát cho bây giờ. Bà ơi, khổ quá, bà biết đấy. Tôi sống với bà bao nhiêu năm nay, một cái tóc tôi không dám động đến. Tôi quát cái gì? Hả? Sida. Này, cậu có bị sida không đấy? Sida với thằng này chiến hữu lâu rồi. Ôi giời, bà ơi, nó dọa đấy bà ơi. Bà, vâng, tôi về ngay, tôi sẽ về ngay bà ơi. Lão già, tôi bị sida. À, lão mà không buông tôi ra là lão đứt gì? Đứt tôi cũng chịu rồi. Ông buông ra. Không buông. Ông buông ra. Không buông. Ông buông ra. Bị chứ sao? Tỉnh lại đi cháu ơi, tỉnh lại đi. Chết quá. Chết quá. Cháu ơi, ngồi dậy, ngồi lên trên ghế đi, nằm dưới sàn đá thì lạnh lắm cháu ạ. Ngồi đi. Đau quá. Đau đâu? Đau đâu? Đau ở đâu? Khắp nơi. Khắp nơi ạ. Đau quá. Đấy, cháu thấy không, nghiện ma túy nó khổ như thế đấy. Mày xem, mới có 20 mấy tuổi đầu mà như ông bác họ tao ấy. Con cảm ơn bố. Thế sao ông gọi là lão già nữa đi? Con lấy con lên cơn. Con gọi bố là lão già. Bây giờ con tỉnh rồi, con gọi bố là lão bố. Bố cứ ôm chắc lấy con. Thế bố không sợ bị sida à? Thật ra tôi cũng sợ lắm, nhưng nghĩ cậu như con tôi không bỏ được. Bố yên tâm. Sao? Con không bị sida đâu. Cái gì? Cậu không bị sida? Thật chứ? Chịu khó ngồi đây một tí để tôi báo cho bà mừng nhé. Alo, bà đấy à? Bà ơi, tôi báo một tin vui nhé. Nó không bị sida đâu.
Ai đấy? Chị An đi à? Sao? Còn trẻ phải quyết tâm cai nghiện đi. Bố ơi, nhưng cai nghiện nó khó lắm. Mọi người phải giúp đỡ con, mọi người đừng rời xa con cơ. Mọi người không bỏ con, bố không bỏ con đâu. Bố!